Trở lại với những thông tin dự báo thời tiết, và chúng ta đã gần Tết rồi thì những cái nhu cầu về vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh có thể tăng lên. Không biết là xu hướng thời tiết những ngày tới trên cả nước thì có ảnh hưởng gì tới tình hình giao thông không, chị Thu Hiền? À, dạ vâng ạ. Nhìn chung thì thời tiết cả nước sẽ khá là thuận lợi đây anh ạ. À, sau ngày mai thì dự báo là khu vực từ Quảng Trị trở vào đến miền Nam thì sẽ hết mưa cháy mùa và chuyển sang trạng thái nắng ráo. Còn với khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ thì sẽ có nắng trong suốt một tuần tới. Chỉ riêng những quý vị nào mà chúng ta có hành trình di chuyển qua vùng núi thì sẽ cần phải lưu ý tới hiện tượng sương mù. Trong một tuần tới thì dự báo sương mù sẽ liên tục xuất hiện, trong đó thì vùng núi như là Điện Biên này, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và một số nơi ở khu vực vùng núi Bắc Trung Bộ thì dễ có sương mù dày, sẽ làm tầm nhìn giảm xuống chỉ còn là vài trăm mét và thời gian sương mù kéo dài từ 4 giờ sáng cho đến gần trưa. Và để đảm bảo an toàn giao thông trong điều kiện sương mù dày đặc, tuyến đường đèo dốc thì Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các bác tài cần thực hiện đúng đủ các thao tác kiểm tra xe trước khi khởi hành, nhất là đèn, phanh lốp, bật toàn bộ đèn chiếu sáng, chú ý là quan sát di chuyển với tốc độ thấp, số thấp cả khi lên và xuống đèo hay là dốc ạ. Vâng, còn tình hình thời tiết trong ngày hôm nay thì như thế nào? À, dạ vâng, thời tiết ở Bắc Bộ cũng như Bắc Trung Bộ thì trưa chiều nay sẽ có nắng ấm. Nhiệt độ toàn vùng sẽ dao động trong khoảng là từ 21 cho đến 24 độ. Còn với khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận cũng như là ở khu vực Tây Nguyên thì dự báo hôm nay vẫn có lúc có mưa. Một vài nơi sẽ có mưa lượng khá trên 25 mm. Còn với khu vực Nam Bộ dự báo cả ngày trời nhiều mây, buổi sáng có mưa nhỏ vài nơi, buổi chiều mưa rải rác, trời mát với mức nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác thì sẽ không vượt quá ngưỡng 31 độ. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa dự báo vẫn có mưa dông rải rác kèm nguy cơ về lốc xoáy, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Còn huyện đảo Trường Sa, gió thổi đều ở mức cấp 5, tầm nhìn xa thấp dưới 10 km do là trời có mưa dông ạ. Cảm ơn chị Thu Hiền với phần thông tin vừa rồi. Như vậy là ngoại trừ khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên thì có lúc mưa nhỏ, còn đa phần thời tiết các vùng trên cả nước đều đang chuyển biến tốt lên, dễ chịu trong ngày cuối tuần.